Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với Đấu trường Dân chủ, Ca khỉ tư bản và Tôn Vinh Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, anh hùng là ai? Anh hùng tức là những người có một cái đóng góp rất là lớn cho một cái sự việc nào đó. Và anh hùng là người có phẩm chất, đạo đức, tài năng để người khác có thể nhìn vào và người ta noi theo. Và ở Việt Nam của chúng ta có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng chống Mỹ cứu nước và rất rất nhiều anh hùng khác. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ không đến với chức danh của các vị anh hùng của Cộng sản, mà chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một cái phẩm chất, tiêu chí để mà đến với một cái loại anh hùng rất là khốn nạn, đó chính là anh hùng chống Cộng. Từ thở xa xưa, các vị anh hùng trong giang hồ đã sử dụng võ công và đạo đức của mình để giúp đỡ người dân. Ngày nay thì có nhắc đến anh hùng chống Cộng là chim rồi kìa. Anh hùng chống Cộng? Còn mẹ tụi nó. Quý vị và các bạn chắc cũng nhận ra được cái phong cách lồng tiếng của các diễn viên Hồng Kông thời xưa. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần mà tiêu chí làm thế nào để trở thành anh hùng chống Cộng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể biết, để chúng ta có thể trở thành một anh hùng chống Cộng chứ? Nhiều khi thấy người này người kia tôn vinh, ồ kia là anh hùng chống Cộng, ồ kia là người hùng chống Cộng, thì mình phải biết được cái tiêu chí đó như thế nào để biết đâu có một cái cơ hội nào đó mình gia nhập vô thì sao. Vậy thì ngày hôm nay Quang Lâm sẽ cùng nhau đến với một số những người mà người ta xưng những người đó, người ta gọi những người đó là anh hùng chống Cộng. Chẳng hạn như là anh hùng chống Cộng Nguyễn Bá Phương, rồi là anh hùng chống Cộng Ngô Kỷ, rồi anh hùng chống Cộng Phiêu Đông, rồi anh hùng chống Cộng Tân Thái, rồi anh hùng chống Cộng gì nữa ta, quen lắm, gần đây quen lắm là gì? Huy Nghiện. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem những người này có phẩm chất đạo đức như thế nào mà được những người ở phía bên kia thế giới tôn vinh là anh hùng chống Cộng. Quý vị, mình cũng phải biết chứ quý vị. Nếu nhiều khi mình khó khăn, cái mình muốn làm anh hùng để biết đâu có tiền vô, thì mình có thể biết được cái phẩm chất của những anh hùng chống Cộng đó như thế nào để mình bắt chước, mình làm theo. Đó, rồi mình được tôn vinh làm anh hùng, vừa có danh vừa có tiền, quá xa đã. Vậy chứ còn chơi gì nữa. Quý vị, chúng ta hãy cùng nhau xem xét. Đầu tiên là chúng ta đến với anh hùng Trịnh Bá Phương. Trịnh Bá Phương thì anh hùng này có bài báo, quý vị coi anh hùng chống Cộng Trịnh Bá Phương nè, hoàng người hùng chống Cộng Trịnh Bá Phương. Ủa sao gọi là người hùng anh hùng chống Cộng Trịnh Bá Phương ta? Ông này á, trước đây ông bán cua. Bán cua nha quý vị. Bán cua cái tự nhiên đi chống Cộng. Mà tại sao chống Cộng mới được chứ? Bộ cái nghề bán cua nó có gì xúc phạm tới ổng, sao bỏ nghề bán cua cái ông chuyển sang chống Cộng? Cái này kỳ lắm á. Nhiều khi mình nghĩ ủa cái nghề bán cua nó có ảnh hưởng gì tới thu nhập không, hay là cái nghề bán cua này nó xúc phạm tới danh dự nhân phẩm của ảnh, cho nên ảnh bỏ nghề bán cua ảnh chuyển sang nghề chống Cộng. Không phải quý vị. Thật ra anh Trịnh Bá Phương này, anh thấy cái nghề bán cua này á nó cũng được, nhưng mà cái gọi là cái nguồn thu nhập nó ít quá, nó không có bằng cái nghề gọi là nghề chống Cộng. Bởi vậy á, ảnh nhất quyết ảnh chuyển sang cái nghề chống Cộng để làm chi? Thứ nhất có thêm thu nhập, cái thứ hai người khác gọi ảnh là anh hùng. Sướng cái lỗ tai, đã cái lỗ nhĩ, có thêm miếng tiền, trời ơi kiểu gì không nhận. Bởi vậy á quý vị và các bạn thấy anh hùng chống Cộng Trịnh Bá Phương giờ vô trỏng ngồi rồi, có tiếng tăm không quý vị? Có. Bởi vì sao? Bởi vì một số đài ở bên kia thế giới tôn vinh ảnh nên làm anh hùng. Ảnh có tiếng nhưng mà ảnh không còn miếng nữa. Ngày trước á thì ở ngoài á, xã hội thì ảnh chống cái này chống cái kia, thì bên kia thế giới gửi tiền về cho ảnh đã làm gì? Để ảnh có thể gọi là có thêm cái động lực để mà ảnh chống Cộng tiếp. Có tiền mà, có tiền thì trời ơi, nói thật với quý vị, đồng tiền làm mờ con mắt. Cái nghề bán cua của ảnh bỏ luôn, giờ ảnh chuyển sang bán Cộng, quên chống Cộng, cuối cùng thành hả, trời ơi ta nói xúc phạm nghề bán cua, quá xúc phạm luôn. Một nghề bán cua thiệt là tuyệt vời, nghề nào không là nghề quý vị. Nói thật với quý vị, quét rác cũng là nghề rất là được tôn trọng, bán rau cũng là nghề rất là được tôn trọng, bán cua cũng là một cái nghề rất là tôn trọng. Vậy tại sao anh không bán mà cuối cùng anh chuyển sang anh chống Cộng? Đó quý vị và các bạn thấy đó, vì lợi nhuận, vì những cái đồng tiền ở phía bên kia thế giới để mà có thể trang trải thêm cuộc sống của ảnh.
Mà Quang Lâm nghĩ nếu như mà ảnh còn tiếp tục bán cua á, thì biết đâu ảnh sẽ trở thành chủ vựa cua, rồi ảnh sẽ giàu lên rất là nhiều. Và bây giờ anh hùng chống cộng Trịnh Bá Phương á, vô trong trong tù ngồi rồi. Bởi vậy giờ không biết có tiếng là anh hùng nhưng mà sống một cuộc đời không còn là công dân nữa, rất là buồn đúng không quý vị? Đó thì chúng ta đầu tiên chúng ta thấy được rằng là anh hùng Trịnh Bá Phương có một cái gọi là vì tiền để mà có thể chống cộng. À, cái tiếp theo thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau đến với anh hùng đó là gì? Anh hùng Ngô Kỷ. Anh hùng chống cộng Ngô Kỷ, quý vị và các bạn biết rồi, một cái series về anh hùng chống cộng Ngô Kỷ thì chúng ta khỏi phải nói. Văn tục nói phép, bao nhiêu cái thứ dị hợm nhất trên cơ thể của con người là anh hùng chống cộng Ngô Kỷ phun ra để làm gì? Chửi. Quý vị thấy không, anh hùng chống cộng mà chửi, tục, chửi banh xác hết. Chửi ai? Đảm bảo với quý vị rồi, anh hùng chống cộng Ngô Kỷ chửi đầu tiên là phải chửi cộng sản rồi. Anh hùng chống cộng mà, cho nên phải chửi cộng sản. Rồi chửi ai nữa? Chửi những người mà có liên quan xí xì xì với cộng sản. Rồi chửi ai nữa? Chửi những người chống cộng sản. Nói chung á, anh hùng chống cộng Ngô Kỷ chửi tất tần tật, chửi từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, chửi tứ lung tung. Miễn sao á, chửi có tiền được rồi. Ảnh đâu có phân biệt người nào là theo cộng sản, người nào không theo cộng sản đâu. Chửi đó, chúng ta thấy được rằng một trong những cái phẩm chất, cái tiêu chí để mà trở thành anh hùng chống cộng giống như Ngô Kỷ đó chính là gì? Chửi văn tục, chửi thề. Hai cái người tiếp theo mà Quang Lâm xin giới thiệu với các bạn, mà lẽ ra là Quang Lâm không làm gì người này, nhưng mà quý vị và các bạn nói nhiều quá cho nên là Quang Lâm cũng có mở ra một cái clip, đặc biệt là clip về bày cho cách cho Việt Nam cái cách chống dịch. Đó là ai? Đó là anh hùng chống cộng Phiêu Đông. Nghe tới đây nhiều quý vị và các bạn nói, trời ơi, cha Phiêu Đông chửi ác lắm, chửi mà chửi cộng sản là trời ơi, chịu không nổi luôn. Thì Quang Lâm mở cái clip này chia sẻ cho các bạn một cái đoạn nhỏ để mà cha nội anh hùng chống cộng này bày cho Việt Nam cái cách chống dịch như thế nào. Tôi xin thưa các bạn nha, những chính trị gia là người ta suy nghĩ khác các bạn, những nhà kinh tế người ta suy nghĩ khác. Bỏ cái chuyện nhân đạo ra ngoài đi. Giảm dân số là một cách để phát triển kinh tế. Xin lỗi nha, tôi không phải thuộc dạng người ác ôn như vậy, nhưng mà tôi đang phân tích cho các bạn nghe. Phát triển kinh tế là có nhiều cách. Tôi lái có một chút này để tôi quay lại với ông cụ. Phát triển kinh tế có rất nhiều cách, mà cách thông dụng nhất và ai cũng có thể hiểu được, đó là phát triển sản xuất và phát triển dịch vụ, phải không các bạn? Phát triển sản xuất và phát triển dịch vụ để phát triển nền kinh tế lên. Và có một cách khác nữa, nó hơi tàn bạo một chút, nhưng mà cũng thuộc là phát triển kinh tế, mà thậm chí phát triển rất là tốt. Đó là giảm dân số, loại bỏ dân số. Con người chúng ta là sống trong cái xã hội bắt đầu ăn, làm ra ăn. Ăn nhiều quá, núi nó không sập rồi. Cho nên giữ cái mức phát triển về sản xuất dịch vụ, nhưng mà hạ bớt cái tàu hao mòn, giảm bớt cái tàu hao mòn thì kinh tế nó sẽ phát triển. Mà bây giờ giảm ai? Họ sẽ giảm những người mà tạo sản phẩm cho xã hội ít, thậm chí là không tạo sản phẩm gì mà còn ảnh hưởng xã hội nữa. Giảm những người tạo sản phẩm xã hội ít, hoặc là không tạo ra gì cả mà thậm chí là ảnh hưởng. Tôi nói lại cho các bạn nghe cho rõ, họ là ai các bạn? Đó là những người già mất sức lao động, có làm được cái gì đâu, ngồi ăn bám. Nó thẳng ra như vậy. Xin lỗi nha, tôi đứng trên góc độ là nhà kinh tế nha, tôi nói như vậy đó. Những người già không làm ra sản phẩm xã hội, ăn bám, đi chỗ khác chơi, nhân cơ hội dịch bệnh thế này. Tất nhiên những người già có cộng sản thì rõ ràng là đứa con nó phải giữ, tại vì ông già là cộng sản nó phải giữ. Còn những người già mà hạng bốn như tôi, những người già giống như ba mẹ tôi chẳng hạn, là hạng bốn như tôi, già rồi trên 70, 80 làm cái gì nữa, lên đường đi, ở chỉ cho chặt đất, ăn chỉ cho tốn gạo, đúng các bạn? Đó là cái nhóm người thứ nhất. Nhóm người thứ hai, những người tàn tật, không có làm gì được nhiều hết. Cho dù đó là trẻ, già là càng không cần nữa. Mà tất nhiên thuộc dạng người hạng bốn như tôi, còn người tàn tật mà người ta nằm trong hạng nhất hạng nhì là con cháu người ta phải giữ, anh em người ta phải giữ. Tôi đang nói cái chuyện là dân hạng 4 nha. Giảm dân số, tức là hiện nay Việt Nam là giảm dân hạng 4, giảm dân đen hạng bét, nó rõ như vậy. Người tàn tật,
không làm được bao nhiêu cả. Cũng nhiều khi cũng có đóng góp mà không làm bao nhiêu, mà làm vướng cái này mất cái tay mất cái chân, vướng chột mắt thôi đi luôn nữa, nhân cơ hội này mày lên đường luôn đi. Rồi giảm gì nữa các bạn, những người mà có bệnh án, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gì gì đó, làm lao động yếu, sức khỏe không đảm bảo, tạo ra cuộc cải vật chất kém, mà ăn thì cũng bạo, mà thuộc giới hạn 4 nữa, đi vô khác chứ. Rồi gì nữa các bạn, thậm chí trẻ em mà bệnh tật, bệnh tim, bệnh phổi, bẩm sinh, thằng này lớn lên chẳng chả làm được cái mẹ gì, bị bệnh tim rồi. Hoặc là bị teo não, teo đồ vân vân. Lớn lên cũng chả làm được cái gì, thậm chí lớn lên làm phiền đến những cái benefit, cái lợi ích của xã hội. Bên tôi dùng benefit thì là gì, những cái gì mà tiện ích cho xã hội, đã không lớn lên cũng làm được cái gì rồi mà sau này lại còn ăn bám vào xã hội, tôi dùng bài cho dễ đi, thì bây giờ thôi nhân cơ hội này cháu lên đường đi cháu, sống làm chi. Rồi đối tượng nào là các bạn, những cái đối tượng mà trong độ tuổi lao động mà không có nghề nghiệp ổn định, tức là những người này nằm trong độ tuổi lao động thanh niên, sức khỏe cường tráng, nghề nghiệp không ổn định, tức là tạo sản phẩm xã hội ra quá ít mà ăn thì nhiều, ảnh hưởng xã hội, còn chuyện này chuyện kia nữa, thôi nhân cơ hội này lên đường đi con. Lên đường. Rồi những thành phần nào nữa, những thành phần mà không làm gì hết ăn hại xã hội, ví dụ như cướp bóc chích xì ke ma túy, toàn là nằm trong những cái xóm đó không hả, ăn trộm ăn cướp, nhân cơ hội này đi theo Covid-19 đi em, vân vân. Các bạn có thể liệt kê ra nhiều hơn tôi nữa, các bạn có thể liệt kê rất nhiều hơn tôi, và người ta muốn những cái hạng dân Việt Nam hạng 4 như tôi, mà như tôi vừa kể, lên đường đi con. Còn những thằng mà công dân Việt Nam hạng 4, những đại hạng bét như tôi, nhưng mà thằng nào có nghề nghiệp một chút, ví dụ như làm biết nghề, biết công nhân, có tay nghề chẳng hạn, rồi hoặc là những người nào mà coi như là cao cấp một chút, ví dụ như là học đại học ra rồi cũng làm việc này việc kia, thì giữ được người ta giữ. Cho nên một số ít là những hàng 4 là có thể là tồn tại được. Ví dụ như là đang bị bệnh chẳng hạn, bây giờ đã Covid-19 đang bị nhiễm chẳng hạn, thì những cái dân hàng 4 á, mà có kiến thức một chút, có nghề một chút, nhìn thấy đàng hoàng một chút, thì người ta đi chữa, các bạn biết đâu người ta đưa lên bệnh viện chữa, như khi miễn phí cũng khó. Nhưng mà đụng tới một cái thằng cũng bị nhiễm Covid-19 nhưng mà không nghề không ngọng gì hết, thì người ta nói bây giờ thôi về ở nhà chữa bệnh đi. Người ta không nói là mày không nghề không ngọng cho mày chết, người ta không nói vậy. Về ở nhà đi, bây giờ tình hình thế này hơi khó, về ở nhà bác sĩ điều trị cho nó đại, ở nhà chết mẹ. Vân vân. Đó là một cách giảm dân số hợp tình hợp lý mà không ai nói gì cả. Người ta dựa vào cái đại dịch này để người ta làm cái chuyện này các bạn. Mà làm cái chuyện này rất là có lợi. Như tôi vừa kể cái nhóm đó phải gạt ra ngoài. Rõ ràng nha quý vị. Quý vị không có nghe nhầm đâu. Tới đây thì quý vị và các bạn sẽ thấy nó rất giống một vị anh hùng. Một vị anh hùng chống cộng mà chúng ta đã từng nói, từng nhắc đến. Đó là anh hùng chống cộng Tân Thái. Anh hùng chống cộng Tân Thái cùng với anh hùng chống cộng Phiêu Đông có một cái rất là giống nhau. Đó là sẵn sàng giết cả người thân của mình. Quý vị không nghe nhầm đâu. Vì kinh tế, sẵn sàng cho ra đi người thân yêu nhất. Đó là ai? Đó là người đã sanh ra và nuôi dạy anh ta lớn lên, đấng sinh thành của anh ta. Một người anh hùng chống cộng rất là khốn nạn và chó đẻ. Đó chính là Phiêu Đông và Tân Thái. Quý vị và các bạn thấy đó, anh hùng chống cộng Phiêu Đông bày cho Việt Nam cái cách làm thế nào để phát triển, làm thế nào để mà Việt Nam có thể vượt qua đại dịch. Bằng cách nào? Đó là hy sinh tất cả những người khác, hy sinh những người nào, loại bỏ những người nào mà không có tác dụng cho đất nước này. Các bạn thấy mất dạy chưa? Quý vị thử đặt một câu hỏi đi. Mình được sinh ra bởi một người cha và một người mẹ. Họ nuôi nấng mình lên, họ cho mình ăn học, để rồi gì? Mình phát triển, thành tài, mình đi ra chỗ này chỗ kia để mà mình sống. Nhưng cuối cùng thì sao? Vì một cái bệnh dịch mà mình sẵn sàng hy sinh cả những cái đấng sinh thành đã nuôi dưỡng mình. Quý vị thấy anh hùng chống cộng thấy chó đẻ chưa? Không, em nói thật, anh Phiêu Đông mà có nghe cái này thì em thứ nhất em gọi anh là anh hùng chống cộng, và em thêm hai chữ chó đẻ.
Bởi vì sao? Anh thấy rất là rõ ràng, không có ai mà hy sinh cả đấng sinh thành của mình để mà thực hiện phát triển kinh tế hết trơn á. Trời, anh phiêu đông, anh qua cái đất nước tư bản, anh qua cái nước Canada để anh làm gì? Anh sống và anh phát triển, anh giỏi quá, anh hay quá. Sau đó anh sẵn sàng, anh loại bỏ hết tất cả những cái người mà cản trở phát triển kinh tế. Ở Việt Nam tôi thì không có như vậy. Ở Việt Nam tôi sẵn sàng cứu chữa hết bất kỳ ai, dù họ có đóng góp một chút xíu hay là không đóng góp một cái chút xíu nào đó cho đất nước, thì họ cũng là sinh mạng con người. Họ cũng là sinh mạng con người. Còn anh hùng chống cộng như Phiêu Đông, khốn nạn quá quý vị. Nếu như thật sự mình mà là cha, là chú của Phiêu Đông, mà ngày xưa đẻ ra biết nó nói chuyện như vậy, bóp cổ cho nó chết cha nó cho rồi. Thằng con mất dạy. Không ai đời thuở nào mà nó đem nó sẵn sàng nó giết cả cái người mà đã từng sinh ra nó, nuôi nó lớn lên, để rồi để vì phát triển kinh tế, nó theo tư bản, nó sẵn sàng nó loại bỏ hết. Quý vị thấy khốn nạn chưa? Cái tiêu chí và phẩm chất của những anh hùng chống cộng, sao thấy không lẽ xài từ lại một lần nữa, nó chó đẻ như vậy sao? Trời ơi, đó quý vị thấy đó, Phiêu Đông và Tân Thái, anh hùng chống cộng có một cái phẩm chất nó na ná tương tự như nhau, sẵn sàng giết người thân. Trời ơi là trời. Công nhận mấy anh hùng chống cộng này có một cái phẩm chất quá là, trời ơi, nói tào lao mí đao thì nó kỳ, nhưng mà nó là một cái gì đó nó không xứng đáng là con người quý vị. Ha. Tiếp theo nha quý vị. Chúng ta khoan, trước khi tiếp theo thì nhiều quý vị cũng nói với em là đó, coi Phiêu Đông đi, nó chửi này nọ nọ kia, thì em nói thật với quý vị, mới nghe đúng có một cái clip đó thôi. Và em không có muốn nghe nữa. Thật sự quý vị thấy không? Những người mà không bao giờ vì gia đình bản thân của họ mà họ sẵn sàng họ giết, họ loại bỏ luôn, họ coi như những cái thứ vứt đi, thì những đó không, những kẻ đó không xứng đáng làm con người. Và đừng bao giờ trở về Việt Nam, những thứ đó chỉ đáng cho chó nó ăn thôi. Đã, quý vị, đó là lời nói rất là thật lòng, nhưng cũng có chút vui vẻ. Và người anh hùng chống cộng cuối cùng, gọi là chùm cuối của những kẻ thế giới bên kia, đó chính là Huy Nghiện. Lẽ ra Quang Lâm không muốn nói đâu, nhưng mà thôi, sẵn nói luôn. Huy Nghiện là tập hợp đầy đủ của những anh hùng chống cộng trước đó. Có ai chửi tục chửi thề giống Ngô Kỷ? Có quý vị, chửi cũng ghê gớm lắm, cũng mất dạy lắm, cũng khốn nạn lắm chứ không có vừa. Rồi ai nữa cũng là giống như Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương vậy đó. Là gì? Vì tiền, sẵn sàng nói trên trời dưới đất, nói không biết đúng sai, không phân tích, mà phân tích sai cũng ráng mà nói. Để làm gì? Để lấy lại lợi nhuận, lấy lại thu nhập từ những cái điều mà gian dối của mình. Cái tiếp nữa đó là gì? Cũng giống như là Phiêu Đông và giống như Tân Thái, phủ nhận cả người sinh thành ra mình. Như các clip trước Quang Lâm đã đưa với quý vị và các bạn rồi. Một người sinh ra vào năm 80 mà giải phóng vào năm 1975 thì làm sao mà có cha làm trong quân đội, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ngay cả những người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người ta cũng đặt câu hỏi và người ta khẳng định lại là Huy Nghiện, anh hùng chống cộng Huy Nghiện này là chẳng có cái liên quan gì đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa cả, nhưng mà sẵn sàng phủ nhận người cha đã sanh ra mình, nhận một người cha nào đó khác, một người cha quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ăn xương trên máu của người dân Việt Nam để làm cha, rồi sau đó qua bên nước ngoài để mà có thể chống cộng, để mà có thể dùng cái mồm miệng của mình để lừa những kẻ chống cộng ở phía bên kia thế giới và lừa cả những người ở trong đất nước Việt Nam này. Thì phẩm chất của Huy Nghiện là tập hợp gần như đầy đủ những kẻ phía trên. Vậy thì Quang Long đã cho quý vị và các bạn thấy rất là rõ ràng những kẻ chống cộng, những người được gọi là anh, những kẻ được coi là anh hùng chống cộng đã có một cái phẩm chất như thế nào. Vậy thì tóm lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại làm sao để có thể trở thành một anh hùng chống cộng thông qua những anh hùng chống cộng đi trước đó. Điều đầu tiên đó là phải biết chửi cộng sản. Điều này quan trọng lắm nha quý vị. Cái tiêu chí đầu tiên để trở thành anh hùng chống cộng là phải biết chửi cộng sản. Kiểu gì cũng phải chửi hết trơn á trời. Không biết là cộng sản tốt hay xấu, làm việc này có hợp ý với nhân dân hay không, hay là làm việc kia có giúp đỡ nhân dân hay không, kệ, không quan tâm. Cái đầu tiên là phải chửi,
bất kỳ một hành động nào cũng phải chửi là tiêu chí đầu tiên trong những cái tiêu chí để trở thành anh hùng chống cộng. Cái tiêu chí thứ hai đó chính là anh hùng chống cộng là những người chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lật đổ cộng sản mà chỉ lợi dụng cộng sản để kiếm tiền. Quý vị nhớ giùm em nha, anh hùng chống cộng là những kẻ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ lật đổ cộng sản mà chỉ nghĩ rằng sẽ lợi dụng cộng sản mà kiếm tiền mà thôi. Nhiều khi quý vị sẽ nói tới đây thì quý vị sẽ nói ngược lại em là tại sao lại không có như thế, suốt ngày nó chửi cộng sản, nó muốn lật đổ cộng sản. Xin thưa với quý vị, nếu như cộng sản lật đổ thì tiền đâu nữa mà nó kiếm, đúng không ạ? Nó sẽ kiếm bằng một cách khác, nhưng mà nó không giàu bằng cách kiếm tiền, bằng cách chửi cộng sản đâu. Và cái nữa quý vị và các bạn coi nè, những kẻ được gọi là anh hùng chống cộng có bao giờ dám bước đứng ra ở phía Việt Nam gọi là cùng với đoàn người ở Việt Nam đi biểu tình không? Không, toàn là núp ở phía bên kia thế giới, núp chui trong xó, trong ró, trong cái rút nào đó để mà gì kích động mà thôi. Ủa, ngon về Việt Nam, nếu đã gọi là anh hùng chống cộng thì phải về Việt Nam cùng chung tay sát cánh với người Việt Nam để mà làm gì? Muốn chống cộng thì phải cùng với họ đi ra đường chống, chứ không ai đứng ở phía bên kia thế giới rồi chỉ cái mỏ về Việt Nam để mà kích động hết trơn hết trời. Đó là một sự hèn hạ của gọi là anh hùng chống cộng. Tiếp theo nè quý vị, tiêu chí tiếp theo, anh hùng chống cộng là người phải biết văn tục chửi thề. Quý vị nhớ giúp em nha, anh hùng chống cộng có phải có cái tiêu chí là phải biết văn tục chửi thề và dùng những cái từ mà ở tầng đáy của xã hội, những cái bộ phận nào đó của cơ thể con người rất là xấu xa để mà đem lên trên mồm để có thể chửi cộng sản. Quý vị để ý kỹ đi, bao nhiêu người khai dân trí theo cái kiểu mà anh hùng chống cộng như Lisa Phạm rồi Tân Thái, Benny Trương rồi đó quý vị, các bạn thấy những cái lời lẽ từ mồm miệng của những kẻ được gọi là anh hùng chống cộng, cái tiêu chí đó luôn luôn xuất hiện trong họ. Tiêu chí tiếp theo để có thể trở thành anh hùng chống cộng đó chính là sẵn sàng giành miếng ăn với kẻ khác, sẵn sàng loại bỏ hy sinh tất cả những người khác, kể cả những đấng sinh thành sinh ra mình. Chửi cộng sản đã đành rồi, tại vì bản chất của anh hùng chống cộng là gì? Là chửi cộng sản, nhưng chửi luôn cả những người cùng chung chí hướng với họ vì một miếng ăn. Sẵn sàng chửi và sẵn sàng hy sinh, không nói từ hy sinh thì hơi gọi là quá đáng, gọi là loại bỏ kể cả những người trong gia đình của họ. Không phải để là một cái sự hy sinh lớn lao đâu, mà đó chính là cái bản chất của những kẻ được gọi là anh hùng chống cộng. Bởi vậy mà Quang Lâm tổng kết ngày hôm nay cho tất cả quý vị và các bạn, để Quang Lâm nói cho tất cả quý vị và các bạn những cái được gọi là anh hùng chống cộng nó ghê gớm, nó cợt cỡm và nó rất là dơ giấy như thế nào. Bởi vậy mà Quang Lâm phải dùng một cái giọng nói của Hồng Kông để mà có thể nói lên cái điều mà Quang Lâm muốn nói. Anh hùng chống cộng, cùng mẹ tụi nó. Đấu trường dân chủ, cà khịa tư bản và tôn vinh Việt Nam.